Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Em còn một vài mẫu máy tầm trung và cần tầm cao. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đấy, còn mấy mẫu thôi. Em vẫn đang chờ lô hàng nhưng mà tới nó chưa về. Còn vài mẫu này, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Đây, hiện tại em còn mấy cây này hàng phân khúc tầm cao, hàng lướt đã qua sử dụng nhé, hàng lướt bãi, hàng lướt cao, trung cao của Nhật. Đầu tiên em có cây Tournament Cutter 33405 SV, con này lên dàn khoen 8 khoen nhé, lên dàn khoen titan 8 khoen nhé. Bình thường ra những cái mẫu này nó chỉ có 7 khoen. Con này được lên dàn khoen 8 khoen. Khoen titan đấy. Những cái bản cấu hình vào khoen ấy thì anh em rất được lợi thế. Nếu mà bên kia người ta vào dàn khoen cao, đấy, ngon thì nó quá ok. Bình thường ra những cái bản này thì cũng khoen titan nhưng nó là 7 khoen thôi. Nó chỉ là 7 anh em nhé, 7 khoen. Có bản thì người ta chỉ vào, nếu mà tự vào có bản thì chỉ 7 khoen này. Đấy. Nhưng bản này ta vào 8 khoen rồi anh em này. Thức còn khá là đẹp. Đấy, chỉ có mỗi cái vết chỗ người ta tháo cái pad trên này anh em. Tháo pad trên này. Có 1, 2 vết chày này. Đấy. Mà ít keo nó bám vào này. Ít keo này. Ít keo bám vào thôi. Còn lại rất là long lanh. Pad thì Fuji Titanium. Khoen thì Fuji Titan. Đấy, Fuji Titan anh em. Đấy, Fuji Titanium này. Đấy, Titanium. Nhìn nó khó quá, ánh sáng nó lóa quá. Đấy. Đấy, Titanium. Bác nào thích mẫu này thì alo em nhé. Mẫu này dành cho bác đánh xa bờ, đánh sâu, đánh xa bờ, mẫu cần cao cấp, đánh không phải lăn tăn. Trọng lượng con này thì khá là nhẹ, khá là nhẹ. Con này còn đầy đủ bao, biết đầy đủ anh em nhé, đầy đủ bao nhé. Giá là 11.200.000, 11.200.000, màu đỏ, bóc đô. Còn bên này em có mẫu Shimano ProSup SF 456 bản 7 màu anh nhá, bản 7 màu. Tất cả dòng ProSup này thì sản xuất tại nội địa hết đấy. Ba khúc của nó được sản xuất tại nội địa hết, nó có 3 bản. Bản bản ProSup 7 màu này, bản ProSup nòng súng này và bản ProSup dưa dứa nhưng mà ngọc trai ấy, nhưng nó màu hơi hơi xanh tí. Em hay quen mồm là màu ngọc trai xanh ấy. Hay gọi là bản ProSup châu Âu. Đấy. Bản này là xuất cho thị trường châu Âu. Nên anh em hay gọi là bản ProSup châu Âu. Giá cây này là 10.600.000 nhé, 10.600.000. Khoen pad Fuji. Đấy. Bản này là bản 5 khoen. Đấy, khoen thoáng, to, thoáng. À, bản này bản 6 khoen, quên bản 5 khoen. Bản 6 khoen. Đấy. Khoen to, thoáng. Đấy. Đấy. Hình thức thì còn khá là ok. Chân cần chỉ có một vài vết chày này, anh em nhìn một vài vết chày thôi. Còn lại là khá long lanh. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé, cây này giá 10.600.000 nhé, 10.600.000.
Còn bên này em có một cây Shimano Spin Power SF 425 CX, hình thức còn đẹp tương đối. Đấy, cũng có các vết xước răm này. Đấy, nhưng mà không đáng kể, thế này là cũng khá ok rồi. Hình thức này là cũng là đẹp rồi. Chủ yếu xước ở đốt gốc. Đấy, một vài vết xước răm ở đốt gốc này. Ba titanium. Đấy, khoen Fuji titanium. Đấy, bản này bản 6 khoen nhé, bản 6 khoen. Cái này không còn bao nhé, giá là 17.500.000, giá là 17.500.000 nhé, 17.500.000. Hình thức là đẹp tương đối. Còn bên này, bên này em có hai cây rút, một cây là Submitter xanh ngọc 425 CX, sản xuất tại Mai Indonesia, hình thức còn rất là đẹp, giá là 7.600.000, giá 7.600.000 nhé. À, quen màu trắng sữa. Con này thì chủ yếu xước răm ở đốt ngọn. Con này có đốt dưới thì xước răm rất ít và rất là đẹp. Đấy, định vị khoen này. Định vị khoen này. Định vị khoen này. Định vị dẫn hướng này. Đây, tem bán tại thị trường Nhật này. Tại cửa hàng Nhật này bạn. Giá là 7.600.000 anh nhé. Còn bên này, em có cây ProSup cánh trả 4m26, sản xuất tại Mai Indonesia. Đấy, hình thức cũng còn khá là đẹp, chỉ có vài vết xước răm thôi. Dòng ProSup thì bác biết rồi, dòng khoen trắng này là dòng 6 khoen. Đấy, và có 4 khoen treo, kể cả khoen to nhất này cũng là khoen treo anh em nhé. Đây, định vị khoen này. Con này thì đầy đủ định vị khoen, định vị dẫn hướng. À, hàng phân khúc, nó thuộc phân khúc tầm cao của Shimano cần rút mà. Đây, định vị khoen này. Xoắn toàn thân. Xoắn toàn thân nhé. Giá con này là 8.400.000 thôi nhé. Giá 8.400.000. Đấy, bắt đầu có nhu cầu alo nhé. Còn về mẫu máy này. Máy thì em còn một số mẫu. Hàng lướt nhé, hàng lướt quạt dụng nhé, chứ em không nói hàng mới. Mẫu thứ nhất là mẫu spin roi xanh. Đấy, spin roi xanh lô 3 lô 5. Lô 3 lô 5. Đấy, chạy còn rất là êm mượt. Sản xuất tại Malaysia. Đấy, Malaysia. Đây, sản xuất tại Malaysia. Power Apero Spinjoy. Spinjoy XT. Lô 3, lô 5. Hình thức còn khá là đẹp. Giá 3.400.000 một máy. Giá 3.400.000 một máy. Chạy êm mượt, không phải lăn tăn. Con này thì con này thì các bác biết rồi. Mẫu này thì em giới thiệu nhiều rồi. Giới thiệu nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nữa, em chỉ giới thiệu giá thôi. Bao nhiêu giá thôi nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Về thông số thì em cũng nói qua cho bác, các bác chưa lắm được, bác rõ nhé. Đấy.
Tỷ lệ chấn động của máy này là 4.3.1. Trọng lượng là rơi vào khoảng 560-570 gram. Tại con này là 5 bạc đạn, 5 bạc đạn. Đấy, 5 bạc đạn. Đấy, 5 bạc đạn. Tốc độ dây như nó rơi vào khoảng 90 đến 98 cm trong khoảng đấy. Ở trên này em có mẫu Power Abero Spin Joy vàng. Đấy. Giá 4 triệu 2 các bác, giá 4 triệu 2 cũng sản xuất tại Malaysia này. Cũng lô 3 lô 5. Màu vàng pha màu trắng bạc. Đấy. Chạy rất êm mượt. Mẫu này thì tỷ lệ chấn động cũng 4.3.1, trọng lượng là 510 gram. Đấy. Cũng 5 bạc đạn. Tốc độ đu dây cũng rơi vào 90 đến 98 cm. Trong khoảng đấy. Đây, con này cao hơn con Spinjoy xanh và nó sử dụng các công nghệ cao cấp hơn, như công nghệ X-Ship này. Đấy. Những cái mẫu máy này thì tương đương với size từ 8 đến 10 ngàn. 8 đến 10 ngàn. Còn tiếp đến là con mẫu Power Auris C4. Đây. Nô 5, nô 8. Nô 5, nô 8 nhé. Tương đương với size từ 10 đến 12 ngàn. Đấy. Máy này có giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu 500 ngàn. Mẫu này thì tỷ lệ chấn động cũng 4.3.1. Trọng lượng là 480 gram. Đấy. 6 bạc đạn. 6 đạn. Cũng sản xuất tại main Malaysia. Đây, tem bán tại Nhật đấy các bạn. Còn bên này thì em có hai con máy. Một con là PA Power Soup. Đấy, sản xuất tại Japan anh em nhé. Japan. Đấy. Power Aero. Lô 5, lô 8. Giá 3 triệu 2 nhé. Con này tải max là 20 cân. Tải max là 20 cân đấy. Đấy. Tải max 20 cân. Về bậc đạn thì như con này không nhớ không nhầm là 6 bậc đạn. 6 bài tù lơ 6 bậc đạn. Đấy. Còn tiếp đến em có mẫu Power Aero, cũng sản xuất tại Main Japan. Đấy. Hai cối đều carbon cả nhé. Một lô 5, một lô 8. Nó làm nó 8. Mẫu này như 8 bạc đạn. Đấy. Con này tỷ lệ chấn động là 3.7.1. Còn con này tỷ lệ chấn động cao hơn một tí sao ạ? 3.9.1. Đồng giá là 3 triệu 2 nhé. 3 triệu 2 máy. Đều tải max 20 cân hết. Đấy. Và tích hợp xả nhanh hết nhé. Tích hợp xả nhanh hết. Đấy, bạn nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Đấy. Hoặc em để một số chi tiêu đề video ấy. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Đây là đơn hàng của bạn Hùng ở Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là đơn hàng của Trần Văn Minh ở Hà Trung, Thanh Hóa. Còn đây là hàng của Phạm Vương Kiệt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Còn đây là hàng của Bế Thanh Hoàng, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.